bánh đỡ bánh đây ai bánh giò đỡ bánh đá nào ai bánh giò bánh ngắn đây nam từ bên kia đi qua voi mang cặp đi học. Ấy, chó ơi, bánh đi. À, mở cửa trường đây rồi, bà ơi, cháu chào cái bánh giò. Có ngay, có ngay. Đi nhanh, cháu chẳng muốn học mất. Được rồi, có ngay của cháu đây. Nam giật lấy và xúc một miếng cho vào mồm. Ngon tuyệt. Ai, bánh giò, bánh... Ấy ấy, cháu ơi, ngồi vào bên lề đường mà ăn. Đứng đứng giữa đường thế nguy hiểm lắm. Cái bà này, bà không nghe người ta nói ăn là tùy mình, mặc là tùy nhà. Đây, bà xem cháu là mặc theo đồng phục của nhà trường. Còn cháu ăn gì, người ăn, đứng ăn là tùy cháu chứ. Biết, nhưng mà đây là đường giao thông. Cháu không thể đứng giữa đường mà ăn được. Vừa làm cản trở giao thông mà có khi còn ảnh hưởng đến tính mạng của cháu ạ. Không quan trọng được là bao nhiêu đâu mà lo. Phải nói là quá ngon. Vừa lúc đó Hùng Cường Tuấn đang đèo nhau trên một chiếc xe đạp chạy tới. Tranh ra xe của tôi mai mà không bị sao. Mấy cái cậu này đi đứng kiểu gì mà ngái vắt thế này. Các cháu có sao không? Ôi, đau quá, gà dưới lưng tôi rồi. Ôi, dìa bánh lầu của tôi. Tụi mày đi đứng kiểu gì thế? À, còn lại chỉ 3 nữa chứ. Mau đến cho tớ đi. Đến cái gì mà để tại cổ đứng dưới đường. Chứ nếu không, bọn tớ đâu kỉnh à. Rồi đến xe tớ bọn tớ đi. Bọn mày đâu hết, yêu phải không? Tao cũng sợ thôi nha. Mày hạnh cho mày một trận. Ấy này này, các cháu đừng làm thế. Các cháu không ai bị thương nặng là may mắn lắm rồi. Còn đúng hay sai để từ từ bà phân giải cho. Bà thì biết cái gì mà nói. Vừa lúc đó thì cô giáo vừa đi tới. Nam, em không đậm khốn. Có chuyện gì mà mọi người đứng ra hết giữa đường thế này? Lui vào đây cho người nói. Nam, có chuyện gì? Kể lại cho cô nghe. Thưa cô, em đang ngồi thế ăn bánh thịt. Ba bạn này cực ta bằng hương ăn. Đây, cô ta. Thưa cô, chỉ tại ba này đứng ở giữa đường. Bọn em ấy quay phải đây chờ. Bọn em cũng bị ngã và còn đau đây này. Cô biết các bạn có phải xe vào đông em. Nhưng em đứng ở giữa lòng đường. An toàn là sai, Nam ạ. Đấy, tôi phải nhắc cháu rồi mà cháu không nghe. Nam, em xin lỗi bà đi. Bà cho cháu xin lỗi. Cháu biết lỗi là tốt lắm rồi, lần sau đừng có người giữa đường ăn quả nữa nhé. Hùng Cường Tuấn đang đi xe chở ba cũng sai, vì thế mà không làm được chủ tay lái mới quẹt vào Nam. Cô nói có đúng không? À, đúng. Cũng may là các em chỉ bị say sấp nhẹ, giờ cô khuyên tất cả các em phải nghiêm chỉnh chấp hành tốt luật an toàn giao thông, không được chơi đùa giữa lòng đường. Khi đi trên đường phải đi về phía bên tay phải của mình. Đặc biệt khi đi xe đạp các em không được chở ba, đi hàng ba hàng tư. Các em có đồng ý không nào? Chúng em xin lỗi, từ nay chúng em sẽ trở thành tốt luật an toàn giao thông. Tất cả chúng ta hãy nhớ, an toàn là không tai nạn. Điều phần tin chủ quan của chúng tôi đến đây là hết. Kính chúc quý vị đại biểu ban giám khảo sức khỏe. Chúc hội thi thành công.